thần chứng khoán Warren Buffett, người giàu thứ ba thế giới, chia sẻ cách để sống hạnh phúc. Được hỏi, làm gì để sống hạnh phúc? Warren Buffett nói bí quyết gói gọn trong 4 chữ. Năm 1998, Warren Buffett đến thăm Đại học Florida để nói chuyện với các sinh viên MBA. Trong bài thuyết trình, giám đốc điều hành Berkshire Hathaway đã nói về tầm quan trọng của việc phát triển những phẩm chất cá nhân tốt khi còn trẻ. Khi nghe những lời chia sẻ của tỷ phú, một trong những sinh viên đã đặt cho Buffett một câu hỏi. Ông muốn thay đổi gì để có cuộc sống hạnh phúc hơn nếu ông có thể bắt đầu lại? Warren Buffett nói rằng, nếu quay ngược thời gian và bắt đầu lại, ông sẽ vẫn sống như đã từng. Ông không muốn thay đổi những việc mình đã từng làm. Buffett thừa nhận rằng, không phải ai cũng may mắn như ông, bởi vì tất cả mọi người phụ thuộc vào thời đại và môi trường, nơi mà họ được sinh ra. Ông chia sẻ, bạn ông Bill Gates đã từng nói rằng, nếu được sinh ra cách đây 3 triệu năm, ông ấy sẽ là bữa trưa của con vật nào đó. Bạn không thể chạy, trèo cây hay làm bất cứ điều gì. Bạn có thể bị nhai ngay trong ngày đầu tiên sinh ra, Buffett chia sẻ. Bài học về sự hạnh phúc của Warren Buffett gói gọn trong 4 từ. Do what you love. Tạm dịch, hãy làm những gì bạn yêu thích. Là kinh nghiệm sống hạnh phúc được đúc rút từ bài phát biểu của Buffett. Làm những gì bạn yêu thích nghe có vẻ dễ dàng khi bạn là một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng thực tế, Buffett đã làm những gì ông thích từ rất lâu trước khi ông thành công. Tôi được làm công việc yêu thích. Tôi khuyến khích các bạn làm điều tương tự. Tôi sẽ nghĩ bạn mất trí nếu cứ tiếp tục nhận công việc mà bạn không thích chỉ vì bạn nghĩ rằng điều đó sẽ tạo nên sơ yếu lý lịch đẹp, Buffett chia sẻ. Buffett kết thúc bài phát biểu bằng cách khuyến khích mọi người nghĩ về hạnh phúc từ quan điểm thực tế hơn. Không ai trong chúng ta có thể sống lại cuộc đời, nhưng chúng ta có thể tăng sự hạnh phúc bằng cách chọn thay đổi sự nghiệp, mục tiêu, tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ của mình. Mặc dù có thể tồn tại một số rủi ro nhất định khi theo đuổi công việc hoặc sự nghiệp bạn yêu thích, nhưng hãy nghĩ đến những gì bạn sẽ nhận được. Lợi ích của việc lựa chọn làm những gì bạn yêu thích. Bạn phù hợp với công việc bạn yêu thích. Công việc của bạn không nên chỉ là nguồn thu nhập. Nếu bạn không thích những gì bạn làm, bạn sẽ bỏ lỡ cuộc sống của mình. Khi làm công việc đúng sở trường, bạn tạo ra sự phù hợp giữa công việc, giá trị của bạn và những thứ mang lại mục đích cho bạn. Bởi bạn không thể có mục đích nếu không có niềm đam mê xuất phát từ mong muốn tạo ra sự thay đổi hay khác biệt cho khách hàng, doanh nghiệp hay xã hội. Nói một cách đơn giản, người nhân viên hạnh phúc yêu thích những gì họ làm sẽ dẫn đến những khách hàng hạnh phúc, những người tiếp tục quay trở lại. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy có động lực và cảm hứng trong công việc. Nếu không có động lực để vượt trội, hiệu suất làm việc sẽ thấp do thiếu đam mê, sự hứng thú. Khi làm việc với niềm đam mê, bạn có thể quan tâm tích cực đến việc tìm hiểu mọi khía cạnh của công việc. Mặc dù không nhất thiết phải trở thành chuyên gia về mọi thứ, việc nắm chắc nền tảng kiến thức, các vấn đề trong công việc sẽ tăng thêm điểm mạnh cho bạn. 2. Bạn sẽ lạc quan và có nhiều động lực hơn. Những chuyên gia làm việc hiệu quả nhất, những người yêu thích những gì họ làm, thể hiện niềm hy vọng và sự lạc quan trong công việc. Họ tập trung vào tương lai, đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, có can đảm để vượt qua trở ngại và sẽ cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành được mục tiêu. Khi bạn làm điều gì đó mà bạn yêu thích mỗi ngày, động lực của bạn sẽ được cải thiện, đồng thời cải thiện cách nhìn của bạn về cuộc sống. Việc bị mắc kẹt trong công việc nhàm chán, căng thẳng sẽ dẫn đến cảm giác thất vọng. Nhưng khi thoát ra khỏi chúng và làm những công việc thú vị, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái
và sẵn sàng đón nhận thế giới. Khi hạnh phúc và cảm thấy tràn đầy sức sống, chúng ta có thể dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho người khác, dẫn đến các mối quan hệ bền chặt hơn. Hy vọng chia sẻ về bí quyết hạnh phúc của ông vua chứng khoán Warren Buffett, nhà hiền triết xứ Omaha, sẽ tạo động lực cho bạn tìm kiếm được niềm đam mê của mình để sống một cuộc đời hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Tình thu, thơ Hàn Mặc Tử. Đêm qua ả chức với chàng ngưu, nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu, kể lể một năm tình vắng vẻ, sao em buồn bã suốt canh thâu. Đêm ấy trăng thu vui vẻ lạ, người ta cười nói đến nhân duyên, sao ta không dám nhìn nhau rõ, gặp gỡ bên đường cũng thản nhiên. Đêm trước ta ngồi dưới bãi trông, con trăng mắc cỡ sau cành thông, buồn buồn ta muốn về, trăng hỏi, thu đến lòng em có lạnh không? Đêm nay ta lại phát điên cuồng, quên cả hổ ngươi cả thẹn thuồng, đứng rũ trước thềm nghe ngóng mãi, tiếng đàn the thé ở bên sông, và được tin ai sắp bỏ đi, chẳng thèm trở lại với tình si. Ta lau nước mắt, mắt không ráo, ta lẫy tình nương rủa biệt ly. Đây mùa thu tới, xuân diệu. Rặng liễu điều hưu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh. Những luồng run rẩy rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạt sương mờ. Đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Mây vẫn từng không chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Tiếng thu, Lưu Trọng Lư. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe dạo dực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em không nghe mùa thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.